tiếng gọi đầu đời trên đôi môi trẻ thơ, và rồi sẽ ở lại mãi trong suốt cuộc đời, cho đến khi xuôi tay nhắm mắt. Bởi vì tình yêu nào thì cũng có thể đổi thay, mà chỉ riêng tình mẹ thì sắt son vĩnh cửu. Ngọt ngào tiếng mẹ bên tai, vỗ về giấc ngủ đêm dài lạnh sương. Cha ơi, hai tiếng yêu thương, lời ru như gió đại dương thổi vào. Thi sĩ Bàng Bá Lân viết những lời chân chất ấy cũng chỉ mới nói lên được một phần nào tình yêu bao la của người mẹ, nhất là người mẹ Việt Nam. Cùng cái ý ấy, Hải Huyền Chi giải bày sâu xa hơn cái tâm tình của người con khi hiểu được lòng mẹ. Biển sâu lòng mẹ sâu hơn, cơn vui sóng vỗ, nỗi buồn chiều lên, cuống nhau liền với cuống tim, cách chi con mẹ báo đền công ơn. Nếu có người Tây phương nào hỏi về hình ảnh tiêu biểu của một người mẹ Việt Nam, thì đây nhan nhản chung quanh ta. Bạn có thể tả cho họ vài nét phác thảo mà họ dễ dàng bắt gặp ở bất cứ chỗ nào trên khắp nẻo đường đất nước. Mẹ cứ mang 9 tháng 10 ngày vẫn đầu tắt mặt tối làm lụng cho đến khi con cất tiếng khóc chào đời. Dưới mái che nghèo, tiếng ru êm ả bên đèn dầu một bóng. Chén cơm, bát cháo mẹ nhường lại cho con. Trắng đêm mẹ ngồi quạt cho con. Lệ nhỏ hai hàng những ngày trái gió trở trời, thuốc thang không đủ. Con lớn lên với thời gian, mẹ dành dụm đưa con đến trường rục rã kinh sử, để mong con nở mày nở mặt với thiên hạ. Thơ Nguyễn Ngọc Danh ghi rằng: mẹ ru em ngủ bên cầu, để mẹ đi giặt nỗi sầu trên sông. Mẹ ru em giữa cánh đồng, để mẹ gặt hái vun trồng cho em. Thì đúng như thế, ca dao đã có từ ngàn năm vẫn cực tả tấm lòng người mẹ. Mẹ nuôi con bấy lâu rồi, nuôi con khôn lớn thành người mới thôi. Thời chinh chiến, con trai chẳng mấy khi gần mẹ, con gái cũng phải tạo cuộc sống riêng, chia tay mẹ đi lấy chồng. Mái tranh nghèo chỉ còn trơ lại một mình mẹ bơ vơ. Nguyễn Bính viết bài thơ lòng mẹ là để tả cái cảnh quạnh hiu não một ấy. Đưa con ra đến cửa buồn thôi, mẹ phải xa con khổ mấy mươi. Con à, đêm nay mình mẹ khóc, đêm đêm mình mẹ lại